Nó sẽ không dính đam của những con còn lại. Lên giày thủy ngân. Rồi lên chì gai đao thủy ngân. Nó bả cho vỡ mồm. Nát bét. Nát bét. Where the fuck I am. Mình lấy cái bấm máy lạnh cái. What the fuck I am. Đánh sao lại đây. Phá nhà. Xin giao AB hả? Xin giao giờ còn cái chiêu gì AB đâu? Một cái E à. Victory calls. AB giờ không biết nó hút máu quá nhiều không? Ok, xin giao AP cuồng đao kiếm súng. Chơi luôn. Cuồng đao kiếm súng Nanaso. Nhưng mà lên vậy sẽ không có kháng phép đâu nha. Rồi đao tím nữa. Để lấy kháng phép. Thì Thủy Ngân chơi được, cũng được. AP cũng được. Muốn win thì lên cờ lạnh thôi. Nên cờ lạnh hiệu triệu. An enemy has been slain. An ally has been slain. Top không ai đi nè, mình lên top đi. Only actions truly speak. Sound the march. An enemy has been slain. Do not fall. Mày chết mẹ. You have been slain. Cùng đao trước ha. Cùng đao kiếm súng na na so. An ally has been slain. A Demacian does not. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Victory calls. An ally has been slain. Their lives are fought.
đi, mình pe sớm thì mình win luôn, là nó đâu kịp lay đâu. Nó khỏe, bọn này nó hồi sinh liên tục luôn. Tập trung ăn lồng lửa đi mấy má. Where the fuck I am? The warrior spirit is never broken. Xong cái cuồng đao là khỏe. Rồi, cuộn đao ranh rồng. Where the fuck I am? An ally has been slain. Where the fuck I am? An enemy has been slain. Where the fuck I am? Victory calls. Có. Rồi chết queo luôn. Chua quá. Mấy con mũi chim mình nó trâu quá. Nó không phải nó trâu mà nó có hai mạng không à. Đến cuồng đao xong đâu có khỏe thêm mấy đâu. Nhìn thủy ngân ấy. Cuồng đao vẫn đâu có khỏe mấy. Phải có Nanaso nữa. Nanaso kiếm súng nó mới mạnh được. A Demacian does not retreat. Thôi, đi giết người đi. Đáng hiệu ứng nhiều rồi. 39%. Mấy chim nó ôm trụ không à. Cứ phải bay ở trụ với nó.
Phá trụ, phá trụ, phá trụ. Ra lan farm nhiều tiền hơn. Láo. Cũng đau đâu có mạnh mấy đâu ta, yếu mà. Mẹ cho mình mobilet luôn. Mình thấy sao Shizuo bây giờ yếu xìu vậy? Yếu quá yếu. Một đồng đam nữa kìa. Gia B vậy yếu quá. It shall be done. Đồng đam nữa mấy đứa ơi. The warrior spirit is never broken. Only actions. Giờ lên đam, nãy giờ mà tôi lên đam tôi xỏ hai cái là chết một thằng. Lên đam lên sinh giáp là xỏ hai hết. Có người nói kẻ thuê là anh Gian thì rõ ràng rồi, nó là vậy mà. Bản chất kẻ thuê nó là vậy mà. Xin giáo B tôi hết thấy ngon rồi, yếu xìu. The warrior spirit is never broken. Oh, oh, oh shit. Kill, kill. Kéo, trời ơi. Không thấy yếu không? Yếu vãi liền nè. Chỉ khỏe là cái hút máu nhiều lên.
được cái hút máu nhiều. Chứ mẹ gây đam yếu xìu, đam bé vãi. Enemy double kill. Enemy killing spree. Có W thì cái W giờ chuyển thành nội tại, khác gì đâu. Chơi lầy. Era rồi phá nhà, chơi đúng lầy luôn. So confined by a single light. Thôi đao tím. Đao tím xong lên cái giáp tâm linh nữa. Hoặc là mũ thích nghi đứng cho chúng nó đánh. Ô đồng lửa nữa, ba con luôn. Lần đầu tiên luôn. Ở thấy nó lên đao nó sọc không? Lên đao nó sọc có hai ba cái chết mẹ rồi. À, lên AB đúng yếu. Thế AB chỉ dành cho đánh những cái con solo với những con tan hay AB thôi. Lên đam vẫn mạnh hơn. AB thì được cái đứng phá nhà không có sợ mất máu. Solo trụ được. Đủ má đó kìa. Nó cho đứng ngu người luôn, đứng nhìn luôn. Nó chặn từ nó khóa cứng ngắc cho. Má. Ngu người. Ra solo Baron. Nó sẽ lô Baron được ấy. Chỉ được cái hút máu thôi, hút máu kinh lắm. Hút lần đừng trăm mấy máu. Baron tuổi luôn. Ai biết. Đây khai giải thuật nó nhiều tên lắm bạn. Phải chặn tường nữa chứ. Lên cái AB chỉ được cái hút máu kinh thôi. Hồi nãy mình tính cho Blitz đấy chứ.
mà nó ra con xin dao, nó ra ngay con xin dao rồi. Ủa 300 đam 300 AB nhiều ghê, nó ra con xin dao ấy, tôi có muốn cho con này đâu, trên này chán vãi. Giờ team mình không có thằng nào solo lại mình luôn, đọc là chết. Lên đầu vậy chứ đam khỏe, đam solo khỏe, không sốc đam được nhưng mà đánh hút máu. Trên sau Blitz, ông muộn, các bạn nên nhớ là mình đéo được chơi đâu. Bọn nó pick tài le hết. Bạn có muốn chơi nhưng mà nó đéo cho bạn chơi đâu. Ừ, cái donate bị lỗi cạc rồi. Nó phải bị lỗi. Mà bữa cái vụ rip vip ấy, nó khóa rồi. Nó khóa những trang tài khoản nạp cạc các kiểu rồi. Họ không cấm nhưng đồng đội mình không chịu pick. Bạn hiểu không? Các bạn không hiểu ý mình nói hả? Mình đang chơi một mình một chút tất cả. Bạn muốn pick cái con gì đi chăng nữa thì có 5 thằng nó sẽ pick khác bạn. Nên cái tỷ lệ ra con đó rất là khó.